It's a snowball war. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Raygun City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok các bạn ơi, hôm nay lại là một ngày mới và cuộc đua vẫn đang tiếp diễn. Không biết là các bạn đã đua tới lắp mấy rồi, có thể comment ở bên dưới cho mình biết được hay không. Hôm qua thì mình cũng nhận được một comment khá là hay đến từ một bạn. Đó chính là: anh ơi, sao hôm nay nhìn anh đẹp trai thế? Thì mình cũng không biết nói gì ngoài hai từ, đó là cảm ơn. Rồi, và hiện tại thì ui, Nguyên đua cho mình lên lắp 13 rồi hả? Hiện tại đang có cái nhiệm vụ là Breeding Dragon cũng như là Hatching S. Để mình xem thanh niên top 2 đua tới lắp mấy rồi đã. Còn 2 ngày nữa và thanh niên top 2 đã dừng lại ở lắp 11 rồi. Mình nghĩ là thanh niên top 2 này có vẻ như là không đua nữa, nhưng mà bây giờ tốt nhất thì vẫn cố gắng, cố chinh phục được lắp 15 là ngon. Các bạn thấy không? Đây là bọn mình đua sau 3 ngày nhưng mà tỷ lệ là chinh phục lắp 15 là vẫn có, đúng không? Bởi vì là bây giờ nốt 4 rồi. Rồi còn một cái nốt 5 nữa. Nhân tiện thì mình cũng vào xem là cái lắp sau là cái gì anh em. Đấy. Lắp 13, nốt 4 thì hiện tại đã lắp sau là Battle cũng như là Collect Food. Chắc chắn là sẽ hoàn thành lắp 14 cho hôm nay rồi anh em. Mấy cái này thì mình nghĩ là chắc là Uyên cũng like mấy con rồng đất rồi, hát trinh mấy con rồng đất rồi anh em thấy không? Đấy, rất là siêng. Vào mình thì mình không làm được anh em ạ. Mình nói thẳng nói thật luôn. Vào mình là mình chịu quá. Mình không có làm mấy cái này đâu, bởi vì nó rất là mất thời gian. Nhưng mà Uyên thì vẫn làm được anh em ạ. Bởi vì là Uyên rảnh mà. Nói thế thôi chứ cũng mất thời gian phết đấy anh em ạ. Ồ, và hôm nay thì nó lại ra cái nhiệm vụ mới rồi. Một cái nhiệm vụ là Breeding Dragon. Và cái nhiệm vụ này thì anh em trong bang thì lưu ý là làm nhiều điểm một chút xíu. Nó yêu cầu 225 điểm mà, vậy thì mỗi người phải trên 10.000 điểm nha. Ai mà làm dưới 10.000 điểm thì chắc là mình sẽ kích thôi. Đây, mấy bạn này thì không biết là các bạn ấy có xem livestream của mình hay không, à có xem clip của mình hay không. Nhưng mà ngày mai ai mà dưới 10.000 điểm thì mình sẽ kích. Mấy cái nhiệm vụ khác thì có thể là mọi người không làm, nhưng mà cái nhiệm vụ này chúng ta có một ngày để làm. Đấy. Nếu ngày mai ai mà chưa làm đủ thì mình sẽ kích nha. 13 tiếng. Không phải dòng bóng đá, không phải dòng kia. Thì mình cũng sẽ phải cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ trước một chút xíu. Ngày mai thì mình sẽ lên và mình cho các bạn xem công khai luôn, xem là những ai mà làm xong và những ai làm không xong. Đấy. Trực tiếp, trực quan luôn anh em ạ. Ủa sao ở đây mình thấy nhiều con rồng legend xuất hiện vậy? Con này legend nè, epic à? Nhầm anh em ạ. Hatching. Trời ơi, hatching mà không được anh em ạ. Xem nào, Breeding thì còn 3 phát, hatching thì còn 2 phát. Đây, vậy thì mình sẽ tranh thủ mấy cái nào mà ít thời gian đấy, mình làm phát đi xem có được không. Đấy, anh em thấy ngon không? Cái này cũng tranh thủ đi, chỉ tốn có 6 game thôi. Chưa được không được rồi anh em. Nhân tiện để cho con này ra luôn. Mình nghĩ là đang đến thời gian hồi pool rồi, nên là nó sẽ không được. Rồi, hatching thì như cũng hồi pool rồi anh em ơi. Nên là mình sẽ chờ ha. Mỗi cái còn 2 nữa. Bây giờ mình sẽ chờ. Chờ là xong. Chờ là kiểu gì cũng xong. Trong cái thời gian đó thì mình sẽ tiếp tục like một con ở đây. Trời, 57 tiếng rồi. Còn ở đây thì mình sẽ để Uyên like mấy con rồng lửa, à rồng đất anh em ạ. Rồi, bây giờ thì tiếp tục tới với cái chỗ này. Con này thì nó đã xuất hiện rồi, nhưng mà không phải mục tiêu của chúng ta nhá. Mục tiêu của chúng ta là đi con này. Nhưng mà để đi được nó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đi con này anh em ạ. Chỉ còn một ngày nữa thôi à? Chết rồi. Một ngày nữa kết thúc cái sự kiện này rồi anh em ạ. Nên là phải tranh thủ. Giờ đi con đấy mất tới tận bao nhiêu? 6.000 thì phải. Chết rồi. Ở đâu 6.000 đây? Phải không ta? Còn một ngày nữa thôi mà mất tới tận 6.000 để lấy con này anh em ơi. 6.020. Không biết mình đi một ngày có kịp không? Nhưng mà ít nhất thì mình cũng sẽ lấy được mấy cục kia anh em.
lấy được mấy cục mà lấy skin cho con rồng Heroic á. Mấy cục đấy thì nó vẫn khá là ngon, và đảm bảo các bạn là mấy cục đấy nó sẽ ngon hơn nhá. Nên là mình sẽ tranh thủ lấy mấy cục đấy đi. Đó. Hôm bữa mình đọc comment thấy có bạn kêu là chèn nhạc vào nghe cho đỡ chán. Nhưng mà thứ nhất ấy, là chèn nhạc nó dính bản quyền, và thứ hai là nó dễ bị gậy, nên là mình không dám chèn nhạc anh em ạ. Đến cả intro thì mình cũng lấy intro của nhà phát hành luôn, để tránh cái tình trạng mà nhạc intro nó bị dính bản quyền. Bây giờ những cái bản nhạc remix thì nó đều bị dính bản quyền hết rồi các bạn ơi. Cho nên là mình cũng không dám là lấy mấy cái bản nhạc remix vứt vào nữa. Đấy anh em thấy không, dạo này YouTube nó kỹ càng lắm, nên là coi như là mấy cái nào mà nó liên quan đến bản quyền là không có đụng tới được. Bởi vì là chỉ cần đụng tới thôi là không được. Đơn giản. Ôi chết rồi. Trời ơi, lỗi X2 kìa. Vãi. Đang mày nói. Quả đấy ra mình phải xem quảng cáo để mình lấy X2 đấy anh em. Mà đang mày nói, thế là tay nó bấm luôn. Cái gì răng làm hàm nhai. Đúng rồi. À tay làm hàm nhai. Đúng rồi. Đấy. Hàm đang nhai, tay nó làm luôn. Chưa kịp suy nghĩ đến cái bộ não. Thế là thành ra là mất anh em ạ. Buồn ghê. Đây. Cái này mà có X2 là mình sẽ xem quảng cáo thì mình nhận đấy. 10 lận. Khá là ngon. Ủa cái này cũng có X2 à? Ở cái này trái cây đi, quan trọng đây. Ô. 300. Rồi đánh thêm được không nào? Cày thế. Cái này thì không tính đi. Cái này thì có gì tối nó ra nhiệm vụ thì làm. Đây, mày quá vẫn có ở đây anh em ạ. Thì anh em kêu là đừng có luyện con tím nữa. Luyện con cốt mic. Nhưng mà con cốt mic còn lâu nó mới lên anh em ạ. Con tím phải lên trước. Luyện trước đi. Con tím phải lên 5 sao rồi. Con cốt mic thì từ từ luyện anh em ạ. Mình thấy là bây giờ mình phân tách cái mảnh con cốt mic cũng lâu vãi trưởng ra luôn. Lâu vãi đạn ra luôn anh em ạ. Càng về sau khi mà mình like được nhiều con cốt mic á, thì về sau mình sẽ lại càng khó like con cốt mic hơn. Không biết là ai có cảm giác như thế không. Nhưng mà thực ra thì luyện cái này nó đơn giản mà anh em. Luyện cái này lên được bạch kim 3 thì nó nhanh. Nó không lên nỗi lâu đâu. Chỉ cần làm mấy cái quét thôi là được. Không phải cùng lắm mình lên điện thoại ấy. Rồi kết nối Facebook đánh với bạn bè cũng được anh em ạ. Thế với anh em chứ không biết nó đổi mùa hay gì hay là chắc cũng không phải đổi mùa đâu. Nhưng mà mấy này cứ bị sụt xịt cái mũi anh em ạ, tắc mũi. Cực kỳ là khó chịu luôn. Mặc dù là tôi cũng đã gọi là mũi mủng các thứ, uống thuốc các kiểu rồi, xịt mũi các thứ rồi, nhưng mà nó vẫn không đỡ anh em. Cày tê nhỉ. Mỗi lần mà nó đại giai đoạn chuyển giao mùa này là cái mũi của tôi nó lại bị vấn đề. Thế tôi cũng buồn mà tôi cũng chả biết phải làm sao. Đau đớn thật đấy anh em ạ. À, hôm nay mục tiêu không phải là đi review mấy con này. Bởi vì là tại sao ạ? Tại sao hôm nay tôi không review mấy con này? Bởi vì là hôm nay tôi đã gọi là cày được full cái device pad rồi. Ủa, sao nó cho nhiều mấy cái mảnh con này thế nhở? Đây, hôm nay tôi cày được full cái device pad rồi. Thế là tôi sẽ review cái device pad này trước. Đó, anh em thấy không? Quá đã luôn. Thì mình sẽ được thêm rất là nhiều game. Ủa, 1.100 điểm luôn đấy anh em. Đấy. Claim mấy cái này. Đấy, thêm 25 game nữa. Mua tính ra chơi cái device pad này khá là lời ấy anh em. Lời ở trong game thôi. Chứ nạp tiền vào game là chỉ có lỗ thôi. Trước giờ quan điểm vẫn như thế. Không hề có một chút thay đổi hay là chuyển dịch gì hết nha anh em. Đây, được thêm 50 cái này nữa. Trời ơi, chặng đường thành công được rút ngắn quá nhiều. Các bạn thấy chặng đường thành công được rút ngắn không? Quá là rút ngắn luôn. Rồi, mở cái này nữa. Ôi, mình nhận được cả cái token chết nữa à? Khá là ngon. Mở cả cái dương ở dưới. Hôm nay là mở quả trứng rồng VIP mà. Ui giời ơi, 50 gem. À đúng rồi, ủa. Trời ơi, cái này là cái xịn mà. Mà được có 50 gem thôi hả? Si đao quá vậy. Trời ơi, cái này cũng cùi nữa. Còn quả trứng này thì sao? Hy vọng sẽ ra cho một cái siêu phẩm gì đó đi. Ồ, con này thì mình chưa cố hay sao ấy chứ. Ê, test test anh em. Con này như chưa cố á. Rocket. À, chưa cố á. Thế tiệm này review luôn nhờ. Rocket Dragon. Ui. Ô, con này giống con robot vậy. Ê, phải tìm lên anh em. Ua. Con này đẹp. Nhưng mà sao nó có 3 hệ thế vậy. Con này giống con chó robot quá.
Ui, con này từ là những con rồng đầu, bởi vì là những cái con mà nó như kiểu là ba hệ ấy. Thường là nó là những con rồng legend ba hệ, là những con rồng đời đầu, bởi vì là ngày xưa nó mới có rồng legend ba hệ, còn bây giờ nó toàn rồng legend bốn hệ thôi anh em ạ. Đấy, mình sẽ đặt tên là chó robot đi, bởi mình thấy nó khá là giống robot anh em ạ. Có ba hệ thôi nhá, hệ thứ nhất là hệ vô cực, hệ thứ hai là hệ kim loại, và hệ thứ ba là hệ băng. Thì con này thì nó hạng cấp 9 này hả? Vãi trường. Con này cấp 9 nha anh em. Rồng 3 hệ cấp 9 là đầu tiên mình thấy rồng cấp 9 mà 3 hệ. Và tổng số tất cả con rồng mới đứng hạng 640 trong tổng số rồng Legend đứng hạng 544, và trong tổng số các con rồng ở cấp 9 thì nó đứng ở hạng 421 nha mọi người. Wow. Con này thì cho nó ăn đã. Sau đó chúng ta sẽ xem ba cái dạng skin cũng là animation nó chắc chắn là khác nhau rồi. Nó giống với một con khủng long anh ạ. Nó khủng long hơn là rồng. Cho nên cấp 30 đi. Hình như hồi nãy nó cũng không tính cái điểm điểm hồi pool anh em ơi. Không tính được thêm một cái điểm hatching nữa. Nên là mình nghĩ là chắc là đã tới giới hạn của sự hồi pool rồi. Đây là cái skin baby và animation của nó. Và đây là jack skin cũng như là animation. Ba kiểu khác nhau mà. Rocket 1 giờ anh em ạ. Vào đây. Vậy là Jack skin và Outer skin khá là giống nhau ấy anh em. Con này thì thuộc top 500 hay 700 gì đấy anh em. Trong trong những con rồng nó đứng hạng nó con rồng xuất hiện thứ 500 hay 700 gì đấy. Cũng khá là xịn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc qua một chút về tiểu sử của nó ha. Cơn thịnh nộ điều khiển cái gì? Cơn thịnh nộ điều khiển học thuần túy. Con rồng này được thiết kế bởi trí óc con người, nhưng họ đã làm cho nó trở nên hoàn hảo đến mức có thể tự cung tự cấp và bay khỏi họ đi thẳng đến thành phố rồng. Vãi, chả hiểu luôn anh em. À, con này là được chế tạo bởi con người nhưng mà bởi vì nó quá thông minh nên là nó tiến tới thành phố rồng luôn đấy à? À, ý là thành phố rồng là toàn những con rồng không phải là người làm, là nó là rồng thôi, nhưng mà con này là robot nhưng mà nó vẫn biết chỗ của thành phố rồng nó tới. À, ảo thật. Rồi, chúng ta sẽ cùng tới với lại các skill. Chiêu thứ nhất là chiêu theo như Google dịch nó là đầu mông ấy. Đầu mông với 788 đam. Chiêu thứ hai là cầu vồng với 1050 đam. Chiêu thứ ba là nam châm với 650 đam. Và chiêu cuối cùng là cơn gió băng giá với 1200 đam. Đấy, và chúng ta sẽ cùng học chiêu. Nếu mà chiêu này học lên thì sẽ thành ngôi sao ninja cộng với 1950 đam. Trường cái nào? Đấy, giả xịn. Chiêu thứ hai là chiêu bắc cực quang với 2100 đam. Đâu sao mà lại nhìn chậm các vậy đó. Chiêu thứ ba là ngôi sao ninja đó. Ngôi sao ninja này chỉ có 1350 đam thôi nha, bởi vì là ngôi sao ninja cộng thì nó mới mạnh. Và chiêu cuối cùng là đóng băng đông lạnh với 1350 đam đó, khá là xịn. Thì nói qua một chút xíu, con này nó sẽ gây sát thương x2 với những con nào có chiêu primal đất băng lá và chiến binh, nó là hệ mới đúng chứ nhỉ. Và nó sẽ bị khắc chế bởi những con có hệ thời gian nhá anh em. Nhìn đi nhìn lại thì con này cũng khá là đẹp. Nếu là mình thì mình sẽ chấm cho 8/10. Còn anh em thì anh em chấm mấy điểm hãy comment ở dưới cho mình biết nhá. Rồi, chắc là hôm nay cũng sẽ tạm dừng cái clip ở đây thôi. Hôm nay cũng đã review con rồng mới cho anh em xem rồi. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Mình vẫn sẽ làm Dragon City cho tới khi mà nó kết thúc cuộc đua. Nên là nếu bạn nào thích Dragon City thì cứ like và chia sẻ mạnh để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.